Những kẻ buôn ma túy tinh vi đến cỡ nào để không bị cảnh sát phát hiện, ma túy sẽ được vận chuyển qua đường biển, đường hàng không. Đôi lúc vẫn phải đi bộ qua những dãy núi cao đầy nguy hiểm, nhưng vì lợi nhuận siêu khủng, những kẻ buôn có thể giết hại nhau để chiếm hàng. Bạn hãy cùng Tẻm Review tìm hiểu bộ phim siêu hay này nhé. Một chiếc ô tô đang muốn vượt biên, lính bắn tỉa trên trực thăng đã xác định được mục tiêu, nổ súng bắn chết tài xế ngay lập tức. Tên còn lại hoảng loạn mở cửa chạy đi, nhưng cũng chỉ được vài bước chân thôi cũng bị bắn gục. Một đội lính ngụy trang tiến đến chiếc xe tải, xả súng hàng loạt lên nó. Mở ra xem trong đó có thứ gì, hàng loạt ma túy được chất thành đống, trên bao bì còn có ký hiệu con quỷ, đây là ông trùm của những ông trùm. Thằng đàn em gọi điện thoại cho một người, kẻ này là người vận chuyển ma túy số 1. Ông trùm hỏi thằng vận chuyển tại sao hàng chuyển đi lại bị cắt quá nhiều. Mày hãy chấn chỉnh lại ngay, tao sẽ cử người đến chỗ mày. Tao muốn mày phải tham gia đi đẩy hàng vào chuyến sau. Đây sẽ là lần cuối cùng, hãy nhớ đấy. Nhận được lệnh, người vận chuyển về nhà lấy giấy tờ cần thiết lên đường. Còn đây là người vận chuyển số 2. Hắn ta đang xào kem làm vài đường để mà hít thở. Nhưng lại có thằng cò hó nào gõ cửa. Hóa ra là đồng môn của hắn. Anh trai ngồi xuống ghế định hưởng tí. Nhưng thằng bạn chỉ vào trong phòng còn có đào đấy. Anh trai râu sồm vào chén phát cho sướng cái đã. Chưa đầy 3 giây đã chạy ra mặt đầy hoảng hốt, bọn họ chết rồi đấy, chết vì chơi quá liều. Ông bạn béo vào kiểm tra thì một đứa vẫn còn sống, hôm qua bọn họ đã chơi loại thuốc mới điều chế. Giờ chỉ cần tinh chỉnh lại một chút nữa thôi là phê hết lấc. Anh trai râu sồm ra ngoài muốn gọi xe cứu thương, nhưng giờ gọi người là anh bạn béo bị bớ đi ngay. Ông bạn bảo anh râu sồm hãy giúp anh ta việc này, ông ta còn phải đi xem con gái mình biểu diễn piano, hãy đưa họ đi anh sẽ có 5.000 đô. Anh trai thấy tiền thì cũng không thể từ chối. Đây là nữ cảnh sát chuyên điều tra về tệ nạn xã hội, đặc biệt là những vụ án liên quan đến ma túy. Cô ta vừa nhận được lệnh sẽ đi Mexico để điều tra một vụ án lớn. Anh trai đội mũ đang vận chuyển ma túy do chính mình sản xuất. Anh ta băng qua rừng phải đi qua núi để giảm bớt nguy hiểm. Đang trên đường đến điểm hẹn lại có hai thanh niên chặn đường. Hai thằng ất ơ này lại muốn chiếc túi kia. Anh trai liền rút súng bắn cho mà đi ăn chuối cả nải. Anh trai đội mũ còn rất tốt bụng lấy đá đắp thành mộ. Nhờ được anh bạn râu sồm, ông béo phóng như tên đến buổi biểu diễn, đến nơi lấy thêm cái áo mặc vào cho đỡ ngáo, đi vào thì buổi diễn đã kết thúc. Bà vợ hỏi ông béo có chơi đồ không mà trông ngáo ngơ thế, đứa con gái nhìn thấy ông bố chán nản mà bỏ đi, thấy bà vợ lắm mồm ông béo dúi cho ít tiền để làm hòa. Nhưng bà ta cũng không cần mà đáp nó đi, ông béo cứ đứng ngẩn ngơ nhìn về phía hai mẹ con, anh râu sùm đang đưa hai ả đào vào viện, thấy mình không đủ tự tin. Phải làm hai đường lấy lại phong độ, bên đường hai cảnh sát khu vực đã nhìn thấy cảnh đó. Anh râu sùm cứ thế mà bị bắt đi, nữ cảnh sát đang ngủ thì bị đánh thức. Đồng đội của cô thông báo, cảnh sát địa phương đã bắt được một thằng, đang cố đưa hai ả đào dùng thuốc quá liều đi cấp cứu. Họ cũng tìm thấy vài ký thuốc, một khẩu súng cùng 5.000 đô. Tôi nghĩ cô sẽ quan tâm đến ký hiệu trên số mai thúy đó. Anh râu sùm được chính cô cảnh vào thẩm vấn. Cô ta hỏi ký hiệu trên gói hàng có nghĩa là gì, đây sẽ là một vụ án lớn, khi có nhiều mai thúy, súng ống cùng tiền mặt. Anh râu sùm lắc đầu, đấy không phải xe của tôi. Nhưng anh cũng không nói là xe của ai. Sau khi không nhận được câu trả lời thích đáng, cô cảnh tống anh trai vào nhà kho, treo lên cao mà tra tấn. Anh trai đội mũ sau khi đắp xong mộ cho hai thằng, đã phi xe xuống thị trấn, vào nhà vệ sinh thay bộ quần áo mới cho nó bảnh, đi ra gặp người vận chuyển số 1, đếm đủ tiền anh trai đưa hàng cho ông ta. Người vận chuyển số 1 lên xe đi về căn cứ. Đi đến chiều tối thì cũng đến nơi, chỗ này là căn cứ bí mật chuyên điều chế ma túy tinh khiết. Ông ta lấy ra một ít hàng cho vào nước rồi thử xem đồ có ngon không. Với chất lượng thế này một cân giá cũng được 4.000 đô, cho đóng gói cẩn thận để chuyển về nơi tập kết mới. Chặng đầu tiên hàng sẽ đi qua đường biển. Ông thuyền trưởng râu bạc với nhiều kinh nghiệm sẽ đưa nó đi thật xa, còn người vận chuyển sẽ đi tàu cho an toàn. Khi con thuyền cập cảng Mexico, giá ma túy được đẩy lên 8.000 đô cho một cân. Buôn gì thì buôn, chỉ có buôn đồ mới giàu lên được. Hàng được chuyển lên ô tô rồi đi đến thành phố Monterrey, trên đường lại gặp cảnh sát đến kiểm tra xe, nhìn thấy qua gương đang có người tiếp cận. Anh tài xế rút súng ra khử luôn cả cảnh sát. Còn thằng kia thì bị người vận chuyển đi sau đâm cho gục, bọn họ cứ thế mà vượt chốt an toàn. Đến được thành phố, giá ma túy được tăng nhẹ thêm lần nữa, 10.000 đô cho một ký nhé. Thằng đàn em trong đường dây vận chuyển đi đến quán bar, đến gặp thằng quản lý chào nó ít hàng xem thế nào. Lấy ra cho hắn ta thử xem tí có đê mê không, sau khi test xong hàng thấy đồ ngon đấy, hắn ta lấy dao ra dí cổ thằng đàn em cướp đi gói hàng. Đang ở trong địa bàn của nó, thằng đàn em không làm sao được, hắn ta bất lực đến nhà ông chủ, vào trong nhà bỏ hàng ra cân lại. Ông chủ hỏi thằng đàn em hàng toàn thiếu thế hả mày? Ông ta rất nhiệt tình còn mời thằng em ăn tối, không chút đề phòng nào thằng em cứ cắm mặt vào ăn, mà không biết cái chết đang cận kề. Sau những lần bị cắt hàng, lần này ông chủ không cho thằng đàn em có cơ hội nào để mà sửa sai, hắn ta làm một nhát ngọt lịm cho về với đất mẹ. Rồi ông chủ vẫn ngồi ăn ngon lành, lấy điện thoại ra điện cho tổng ship. Cho tao một thằng giao đồ khác ngay, chưa đầy 5 phút đã có thằng gõ cửa, hắn mời anh trai vào nhà rồi giao đơn cho luôn. Sáng hôm sau anh trai ra bến xe mua vé đi Sonora.
Trên đường đi đến đó đang có trạm kiểm tra gắt gao, đến xe của anh giao hàng thì bị yêu cầu dừng lại. Một sĩ quan lên xe bảo mọi người xuống và để hành lý gọn về một bên. Anh tài xế liền đưa cho anh sĩ quan một phong bì đầy tiền để làm luật. Anh giao hàng mặt cứ đần ra không biết có bị tóm không, chó đặc vụ được dắt vào để đánh hơi. Đến túi anh giao hàng con chó sủa lên mấy tiếng, mặt anh trai cắt không còn giọt máu nào, nhưng tên sĩ quan đã nhận luật rồi. Hắn lại lấy túi sách bên cạnh ra kiểm tra, anh giao hàng thoát được kiếp nạn trong gang tấc. Đi đến điểm hẹn, người vận chuyển số 1 lại lấy dụng cụ ra, kiểm tra lại độ chuẩn của hàng, chất lượng vẫn không thay đổi. Sau nhiều màn tra tấn khác nhau, anh trai dâu sồm cũng đồng ý khai ra. Kiện hàng lần này sẽ được đi phi cơ riêng, giá cũng được bay nhẹ thêm một tí, 14.000 cho một cân, bay đến giữa cánh đồng hoang. Cơ trưởng phát tín hiệu cho người vận chuyển số 1 ở dưới chuẩn bị đón hàng. Thằng em nhảy từ máy bay xuống, hàng họ vận chuyển thế này sao mà bắt được, xuống được mặt đất giá đã thành 21.000 một cân. Vẫn phải cẩn thận test lại xem đồ có bị phếch không. Người vận chuyển số 1 gọi điện cho người vận chuyển số 2, hẹn ngày kia gặp nhau để đi chuyến hàng này. Người vận chuyển số 2 gọi điện cho anh dâu sồm, chuẩn bị ngày mốt lên đường nhé. Cô Cảnh ở bên đã lên cho mình một kế hoạch, thả anh dâu sồm ra. Đưa cho anh trai cái điện thoại có gắn định vị, người vận chuyển số 1 đến nhà ông bạn béo. Thấy có người lạ, ông ta hỏi mày là thằng nào, ông bạn bảo nó sẽ đồng hành cùng chúng ta. Mau chuẩn bị đồ lên đường thôi, ông mắt kính lấy gói hàng trên bàn, vào trong phòng thử đồ lần này đã chuyển sang màu đỏ. Hàng bọn này chơi đang có vấn đề, ba người đi xe ra vùng ngoại ô, vào trạm xăng vừa đi đái vừa đổ xăng luôn. Trong lúc đổ xăng, ông đeo kính nhìn thấy điện thoại thằng em dâu sồm để quên. Xem tin nhắn thấy anh trai đang gửi định vị cho ai đấy, ông ta bảo mình sẽ lái xe đến trạm tiếp theo. Trên đường anh dâu sồm đi tìm cái điện thoại của mình. Ông đeo kính còn tốt bụng dừng xe cho anh trai, ra ghế sau lục tìm mà không thấy, vừa thò người ra thì dính hai phát đạn, ông bạn béo lao ra hỏi chuyện méo gì vậy. Ông đeo kính vừa gọi điện vừa bắn thêm phát nữa cho chết hẳn, ông ta gọi người đến dọn dẹp hiện trường, đưa cho hắn ta một ít tiền rồi hai ông bạn lại lên đường tiếp. Nếu cảnh sát đã mất tín hiệu từ anh dâu sồm, hai thằng bạn cũng đến được điểm hẹn, lên cho mình bộ đồ cùng với những vật phẩm cần thiết, chặng tiếp theo chúng ta phải đi bộ. Đi chưa được bao lâu đã phải ngồi nghỉ ăn ít gì cho lại sức. Ông béo hỏi tại sao anh lại giết thằng đàn em, đây là điện thoại của nó, có một tin nhắn từ đặc vụ liên bang. Ông bạn đưa cái chất màu đỏ cho ông béo xem, đây là loại ma túy mới chế ra, chơi phê hơn nhưng dễ về gặp ông bà hơn, nhưng tôi đã bắt đầu chơi thử đó. Bây giờ tôi không thể dừng lại được, anh lên bỏ tôi lại đây rồi đi đi, nhưng ông bạn vẫn đưa ông béo đi cùng. Xong chuyến này về đi cai nghiện xem có được không, giờ trời đã tối không thể đi được nữa, phải dựng trại ngủ qua đêm lấy sức mai đi tiếp. Trời vừa sáng hai ông bạn lại lên đường. Ông béo mấy ngày chưa được vã tí đồ nào nên đang có biểu hiện lờ đờ, đi đến suối thì mất sức ngã xuống. Ông bạn kéo được ông béo lên bờ, nhưng túi đồ đã bị trôi đi mất, ngay bây giờ phải đi tìm lại nó, nếu mà bị thiếu hàng cả hai chúng ta sẽ phải chết. Đi lên vách núi không may ông đeo kính bị trượt chân ngã xuống, ông bạn béo bắt được tay ông đeo kính, nhưng vì lòng ích kỷ của mình mà thả tay cho thằng bạn ngã xuống vực sâu. Ông béo đi theo dòng suối xuống phía dưới, vô tình lại tìm thấy được túi hàng, ông béo liền bỏ hết hàng vào một túi rồi đi. Xuống dưới đường đã có người chờ sẵn, ông tài xế hỏi ông bạn đi cùng đâu, ông ta không may bị ngã xuống vực sâu chết rồi, khi mai thúy được giao đến ông trùm. Giá của nó đã được đẩy lên 34.000 đô cho một cân, ông trùm khen ông béo đã làm việc rất tốt, giờ hãy về khách sạn chuẩn bị đồ đi chơi nào. Tôi đến ông béo mặc đẹp như khá bảnh đi vào bar, hòa mình vào ánh đèn sân khấu, ngồi xuống bàn có con em năm xưa, đưa cho nó tí quà từ biên giới về. Hai con em vào trong nhà vệ sinh làm mấy đường kem xem có sướng không, ông trùm cho người gọi ông béo vào. Hỏi về cái chết của thằng bạn, ông béo cũng chỉ giải thích qua loa để cho xong. Ở phía Nam họ muốn gửi một máy bay đến đón anh vào ngày mai. Ông trùm còn chúc ông béo thượng lộ bình an. Hôm sau ông béo được đưa đến sân bay. Có mặt cảnh sát ở đây, cô Cảnh muốn đi vào bắt ông béo nhưng không thành. Vì đây không phải là nước Mỹ nên cô ta không thể làm gì. Cô Cảnh đi đếm tìm ông trùm. Đưa ảnh ông béo hỏi có biết tên này không. Nhìn qua ông trùm lắc đầu không biết. Nó thằng có hó nào vậy. Thôi ông đừng có nói phét đi. Hôm qua hắn đã bị theo dõi đến đây. Chiếc máy bay tư nhân kia đang mang tên ông, tôi biết ông còn đứng sau tất cả những điều này. Cô có thể chứng minh được điều gì không? Cô Cảnh cứng họng nhổ bãi nước bọt rồi rời đi, trong lòng vẫn còn cay cú quay lại ký hiệu vào mặt ông trùm. Ông béo được thằng đàn em đưa đến một nhà kho, vào trong thì không thấy ai cả. Từ sau thằng đàn em đi đến cho ông béo một liều thuốc mê, trong cơn mê man thằng em xẻo một miếng thịt, đáp cho chó nó ăn. Ông béo được ra ngoài treo mình trên giá sắt, một thằng em còn lấy can xăng ra tưới xung quanh. Ông béo đã làm điều gì mà phải trả giá đắt thế này? Bỏ khăn trùm đầu ra, trước mặt ông béo chính là thằng bạn thân vào sinh ra tử với mình, bằng một cách thần kỳ nào đó. Sau cú ngã từ trên cao thằng bạn vẫn có thể sống được, cố gắng lấy điện thoại báo về cho ông trùm. Thằng bạn căm thù ông béo, tao coi mày như anh em trong nhà, mà mày lại chơi khăm tao đến thế hả anh bạn. Nhưng thằng bạn à, mọi chuyện đã kết thúc rồi mày yên nghỉ ở đây đi. Ông đeo kính châm lửa,
định quay thẳng bạn thành lợn quay Lạng Sơn, chưa chắc đã giòn đâu, lấy súng ra bắn thẳng bạn không còn phải chịu đau đớn nữa. Cái kết đáng buồn cho sự phản bội, phía xa anh Cảnh đã nhìn thấy hết sự việc, ông đeo kính về nhà với vợ con, làm miếng nước rồi ngồi tâm sự chuyện đời tí. Ngày hôm sau đến nhà hàng làm việc như ngày thường, cô Cảnh đã tìm đến đây, hai người ngồi xuống hỏi chuyện nhau. Cô Cảnh chia sẻ mình đã mất chị gái chỉ vì sốc thuốc, ông có thể buôn tất cả những loại ma túy về đây, ông nghĩ mình sẽ không bao giờ bị bắt đúng không? Cô Cảnh nhẹ nhàng bỏ trong túi ra một khẩu súng. Cái gì vậy? Cô định bắt tôi đấy à? Không, tôi đến để xử anh luôn. Một cái chết đầy bất ngờ, cho những người đi gieo rắc những cái chết trắng. Bộ phim kết thúc, đây là bộ chạy đua với quỷ ra mắt năm 2019. Mình là Tẻm Review, nếu bạn thấy hay hãy like và đăng ký, còn không thấy hay cũng hãy like và đăng ký để ủng hộ Tẻm nhé. Hẹn gặp lại bạn.